Đấy. Clip số 1 nhá. Hôm nay là em sẽ lên siêu phẩm clip số 1. Thì đây là cái con siêu to khổng lồ nằm trong cái mô hình nuôi AV. Buổi tối hôm nay thì em vào em quay được cho các bác clip số 1 này, là con này siêu to khổng lồ luôn. Đeo vòng màu vàng. Riêng con này thì em báo giá luôn công khai là âm thổ đồng xịn, bộ to và cực kỳ to luôn. Dòng này là bắt đầu tập gáy đấy, hơi lác đác cườm. Và con chim này là con chim em nhấn mạnh là cực kỳ to luôn, và em để giá là công khai là 1 triệu đấy. Đấy, các bác nhìn nhé, em sẽ quay tổng thể cho các bác xem đấy. Chim này rất là khỏe, cực kỳ to luôn, chim cực kỳ to luôn, chim siêu to khổng lồ luôn, chân vàng, không lỗi tật gì cả, chim đực 100%. Con này thì có lẽ là to nhất trong cái tuần vừa rồi mà em lên video. Đấy. Quay rất là rõ ràng luôn, tướng cá bộ mã rất khủng khiếp luôn. Buổi tối đến thì diều rất là no. Đấy. Diều rất no, mà cái mắt của nó này các bác nhìn, mắt đỏ lộn luôn. Đấy. Những con chim mà mắt đỏ này nó rất là tợn, rất là tợn luôn. Đấy. Clip số 1 luôn. Đấy. Hôm nay em sẽ lên toàn những cái clip khủng thôi. Đấy. Em sẽ dành thời gian ngắn để quay tận luôn, giờ giang cánh luôn, tận luôn, con chim rất là lì, rất là tận luôn. Cái chim này nếu bác nào có thời gian nuôi vực mồi cũng được mà chọn được nhé, 1 triệu chưa có vận chuyển, phấn hồng luôn. Con này phao xám, đây anh em nhé, phao xám. Đấy. Chân thì nó được đeo một cái vòng vàng rất là rõ ràng và công khai. Clip số 1 của buổi tối ngày hôm nay. Đấy. Chim nhìn mắt rất tợn luôn. Các bác nhìn các bác thấy là nó rất là tợn đúng không? Rất là tợn luôn, mắt lồi, nhìn cái vành mắt đỏ lồi ra. Bác nào mà muốn chơi hàng khủng, chơi hàng đặc biệt thì clip này là clip rất là ok luôn. Đấy. Đấy. Vừa cánh, thấy chưa, rất là hăng luôn, rất hăng luôn, móng là không lỗi tật gì luôn nha các bác nhé, móng không lỗi tật gì cả, em rất là lì rộng, vừa cánh luôn, bộ rất khủng luôn, anh em nhé. Con này thì siêu to khổng lồ luôn. Thì em sẽ lên clip tiếp theo, clip số 1. Em sẽ lên một cái đôi siêu to khổng lồ luôn, là đây. Buổi tối mà, buổi tối thì nó ngủ rất nhiều ngoài này, nhưng mà thôi em sẽ quay cho các bác đây. Cái dòng này là siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Kệ nó. Đấy. Đậu im rồi. Đây. Một đôi. Để buổi tối mà. Buổi tối thì nó sẽ thường là chim nó sẽ quáng. Đấy. Con này là con rất là to, con cái mỏ bồ câu. Đấy. Còn con đực kia thì chưa động vào nó, nó cũng chưa thể nhảy đâu, nhưng mà con đực này thì thôi rồi luôn các bác nhé, con đực này thì thôi rồi luôn. Đấy. Đấy. Con cái đây,
cái nó đầu nó tròn hơn. Hôm nay em sẽ lên toàn hàng khủng thôi, em không có hàng bình thường đâu. Đâm ra bác nào có sành sứ thì chơi đây. Hàng khủng lắm đấy, cườm cườm lên vách luôn này. Con chim này thì em tưởng tượng nó như có con bồ câu luôn. Có vuốt để cho các bác xem thì em lên cầu bây giờ mà nó mới giật mình cái đèn flash điện thoại thôi, còn đúng ra là con chim này là con chim siêu siêu khổng lồ luôn đấy. Con cái này, con cái đây anh em nhá, này con cái đây anh em xem nhá, dòng này là siêu to khổng lồ luôn này. Con cái này thì nếu như bạn nào không quen thì nhìn cũng khiếp luôn, nhưng mà nó là con cái đấy, bởi vì cái đầu nó, các bạn nhìn đầu rất là tròn mỏ ngắn. Còn cái em đực này thì có vẻ như nó ấy hơn, đực cho nó sang cầu. Đấy, đực này mới khủng khiếp này. Đấy, con đực này quá khủng khiếp luôn các bác nhé. Với cái đôi này thì em để giá cho các bác là 1,6 triệu đấy. Riêng con đực này nó đã tầm tương đương đấy, tương đương với con đực clip số 1 thì em gọi là cái đôi này là đôi số 2, đôi số 2 đôi số 2. Con đực đây và con cái đây, con cái đây, con đực đây, biết nói thế nào cho nó để tả. Chân đỏ to đấy. Đấy là đôi số 2 đấy. Em sẽ bắt riêng con này cho nó bậu vào cầu để cho các bác xem đấy. Em để nguyên thế này cho các bác xem, em sẽ quay từ góc xa để cho các bác nhìn thấy cả đôi cho nó, các bác thấy là cái xứng đáng vì sao đấy. Xứng đáng vì sao đây. Một đôi siêu to khổng lồ luôn. Con đực là con ở gần đây, con đực, con cái là con ở xa kia. Đấy, đôi này là em báo giá công khai là 1,6 triệu nhá. Đấy, chưa có cước vận chuyển. Dòng này là dòng bộ siêu to khổng lồ luôn. Đấy, siêu to khổng lồ. Họ nhập vào Tân Vlog luôn này. Các bạn nhìn rất là to, cực kỳ to luôn. À, trong khi ếch nhái đang kêu lằng nhằng thì đồng chí Thao kênh Chim Cú Anh hay muốn quay cho các bác những cái đôi này là hàng khủng. Thì lâu lâu em cũng bận, vừa rồi làm cái sân nên là nó cũng lắm việc, chả đi về trang trại mà san chim ra mà cũng lên video cho anh em. Đây con này con đực này. Mắt đỏ lộn đỏ luôn, lồi ra luôn. Con cái kia hiền hơn chút, con cái cổ cườm có vẻ như nhiều hơn nhưng mà nó cổ ngắn cổ chum, còn con đực chân dài hơn này các bác này. Nhìn chân khủng khiếp luôn đấy, các bác nhìn nhá đấy. Xong cái đôi số 2 đấy, em phải để luôn nguyên lồng đây để mai em còn bắt cho các bác này, tránh trường hợp nhầm nhọt sang trồng trọt. Đây siêu phẩm thứ hai tiếp. Đôi này đây, đôi này thì gì là đôi này thì may may quá. Đôi này thì đây các bác nhìn này, đeo một cái vòng màu hồng này và em bên này cũng đeo cái vòng màu hồng này. Đấy, đấy, đây là con đực này. Con đực siêu phẩm luôn nhá, đực này đực siêu phẩm luôn các bác ạ. Đấy, em sẽ quay cho các bác nhìn thì con đực này nó cũng khủng khiếp như nào. Dòng này là dòng âm nhá, tuy nhiên là bộ nó không thể bằng được cái đôi số 1 nhưng mà của nó cũng là 1,9 1,10 đấy các bác ạ. Đấy các bác nhìn nhá, đôi số 3 này là so với đôi số 2 thì nó 1,9 1,10 nhưng mà đôi này là có âm. Đấy, các bác nhìn này, dòng này là dòng mỏ đinh đấy, nó không phải là dòng 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 trù mỏ như thế kia đấy. Đấy, em đuổi con này cho nó nhảy.
nhảy qua nhảy lại tí là thay đổi cái tư thế đi. Đây. Đó. Em muốn quay con cái bên này cho các bác xem. Đây. Con cái bên này thì nó cũng thế. À, con cái đây. Các bác nhá. Đấy. Đôi này thì em để giá 1,5 triệu nha anh em nhé. Dòng này thì là dòng nói chung là cũng là to rồi, rất là to, to khổng lồ luôn. Đấy. Khổng lồ luôn. Đấy. Đôi số 3 này. Con cái. Con đực thì nó bắp chuối hơn, nó dài người hơn các bác ạ. Đây, em quay nhìn rõ này, các bác nhìn rõ này. Con đực là mỏ dài. Mỏ dài, người bắp chuối hơn. Chân to dài hơn. Đấy. Và em cái này thì cũng thế. Đầu tròn hơn, mình ngắn hơn. Đó. Đôi số 3. Đôi số 3 được review nha các bác nhá. Thì buổi tối hôm ngày hôm nay thì đây, đôi này thì được đeo đánh dấu đeo vòng màu hồng ở chân. Đấy, đeo vòng màu hồng ở chân, zin đôi luôn. Khi mà xuống ổ cách mẹ là đã được đeo cái vòng màu hồng. Đây. Vòng màu hồng. Vòng màu hồng. Đấy. Và em đực này thì đang trông rất là ok luôn. Đực này thì thôi rồi luôn nha các bác nhé. Mỏ đinh nhá. Dòng mỏ đinh này rất hăng chi. Là dòng tông này là có âm. Đấy. Để giá công khai nha các bác nhé. Các bác đừng có mà bình luận là cao thấp đắt rẻ gì cả. Đấy. Kể cả có những cái đôi mình em bán một vài trăm thôi. Đấy. Nhưng mà em đăng video là được cái này em báo giá công khai cho các bác. Đấy. Thế là đến clip số đôi clip số 3 rồi đúng không? Đây còn đực lẻ này nữa này. Còn đực lẻ clip số 4 này. Con này thì mềm giá một chút cho các bác nhé. Đây. Số 4 này là em để giá là 800. Các bác nhìn này. Con chim thì thôi rồi luôn. Nó không có cái gì để mà bàn luận về cái độ sáng của nó. Đấy, độ sáng và độ to cũng như là độ tợn của nó nữa các bác nhé. Đấy, hôm nay em lên cho các bác dày dày một chút thì các bác lựa chọn. Và các bác nào chốt sớm thì em sẽ chốt. Đấy. Clip số 4. Đấy. Các bác nhìn này. Cái đôi chân của nó. Đấy. Đôi chân. Con này thì được cái cũng trường chim. Đấy, trường chim. To chim. Em không hề zoom 100%, không zoom thế nào cả. Để tỷ lệ 1:1 trên màn hình luôn này. Bây giờ nếu mà em zoom thì các bác nhìn khủng khiếp lắm này. Đây này, em zoom đây này. Đấy, zoom nhìn nó vỡ hình ra một chút, nhìn nó to lắm. Đấy, chứ nhưng mà em không zoom. Em không zoom. Em để tỷ lệ nguyên bản của mặc định của camera luôn này. Đấy. Đấy, tỷ lệ mặc định luôn. Đấy. Đấy, nguyên bản tỷ lệ nguyên bản 1:0 luôn. Đấy các bác nhìn nhá. Đấy. Đấy là cái con này em muốn động động một tí để cho nó nhảy qua nhảy lại cho các bác xem. Đây. Đấy. Con này siêu phẩm nha các bác nhá. Siêu phẩm luôn. Đeo cũng vòng mà màu hồng cùng cái tông. Cùng cái tông của cái đôi chữ rưỡi kìa. Đây nhưng mà nó là con đực lẻ. Con này hăng lắm. Con này đánh nhau thì vô biên luôn này. Đấy. Đốt dương ra đây để quay cho các bác dành cho chim chọi. Mắt đỏ luôn, cũng là dòng mỏ đinh đấy, nhưng mà nó bộ nó khá hơn cái đôi con đực của đôi kia. Em để giá công khai là 800. Các bác nhìn tướng cá, bác nào thích thì các bác chốt thôi. Còn hôm nay em lên là toàn những hàng khủng thôi, bởi vì trong khu này là khu trang trại để lại. Nên em cũng đợt này cũng bắt đầu bán đăng trở lại, thì vì vừa bắn cái sân nó rất là rộng, mất hàng tuần rồi bận bị thợ thuyền. Đấy, lên clip để cho các bác xem. Lên clip để các bác xem. Đấy. Các bác không mua cũng được. Các bác cứ xem, các bác nhớ cho em rõ cái mã số là clip số 1, số 2, số 3, số 4 nhé. Đây là clip số 4 có được lẻ nhé. Rồi, qua một cái clip nữa để em kết thúc video. Mong là video dài quá, các bác xem cũng lâu. Đấy, đây này. Chim nhà em ấy, thì không thiếu. Các bác nhìn xa gần. Đấy. Mấy trăm mét vuông này thì các bác biết là nuôi rất là nhiều. Đấy. Sau khi bón biết mổ rồi thì em sẽ cho ra để dãi nắng một thời gian. Chim này thì về cơ bản nó là chim nuôi.
Đây, lên clip số 5. Clip số 5 này thì em này thì nó còn non trẻ nhưng mà lại đeo cái vòng màu xanh. Tuy non trẻ đây nhưng mà các bác nhìn cái khuy của nó này. Cái khuy của nó là thẳng. Đấy, thẳng luôn. Và dòng này thì em nói thẳng với các bác là nó là cái dòng đeo vòng hết, tất cả đều đeo vòng đeo số hết. Đấy. Clip số 5. Đấy. Clip số 5. Đấy. Clip số 5 này em để giá cho các bác là 800k. Con này cũng là dòng đầu nhỏ mỏ đi nhưng mà bộ cũng là bộ khá. Đấy. Thì con này với con clip số 4 là tương đương. Những bác nào vừa gu mắt vừa sở thích thì các bác chọn cho em. Độ tuổi cũng xem nhau thôi. Chân rất là dài, rất là to luôn. Móng tật không lỗi gì cả. Đấy. Đấy. Rất là ok. Ok. Kệ nó. Đấy. Trông mặt mũi rất là tợn. Mỏ dài. Có lẽ này em xin ngừng cái video kết thúc tại đây. Để trước khi kết thúc video thì em nhắc rõ là đồng chí Thao trang trại tại Ba Vì. Đấy, công khai giá, công khai mã số và video đăng hàng ngày, tối nào cũng có video nhé. Từ bắt đầu từ tháng 10-15 tháng 6 này đổ đi là tối nào em cũng ra video cho các bác. Bởi vì công trình đã xong rồi thì em bắt đầu là lên video để cho các bác như là một cái chợ chim. Các bác theo dõi thì các bác chốt cho em. Bởi vì cái này là nó là của nhà. Thế là em bày hàng ra bán trên chợ là nó mang trên chợ tức thời, tức thì. Đây, dòng nhé em thì toàn là ngực hồng nhé. Đó, phao xám, đầu xanh, đuôi xám ngực hồng, chim cu Bắc Bộ luôn. Cho vào cái lồng vàng son thì thôi rồi. Đấy các bác nhé. Có lẽ này em kết thúc video tại đây và em để lại số Zalo cũng như số SIM 1 là 033 5305982 0989177982. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Đấy. Thì các bác thấy là buổi tối á, đây là những cái vòi nước này. Đấy các bác nhìn này, những cái chú run này, run này, đấy run này, đấy run đấy. Chim là nó xuống, nó ăn ấu trùng, côn trùng, ăn run, ăn dế. Đấy, đây là những cái máng nước này, đây là máng lúa này. À lúa hết rồi đây này, bắt đầu mai là phải thả lúa vào đây. Đấy, nhá. Thì em muốn view cho các bác xem là thực tế là không bao giờ thiếu chim. Đấy, các bác nhìn mà coi, không bao giờ thiếu chim. Chỉ có cái đấy các bác có mua bên này, dù đúng dù sai dù gì, ta nói với nhau là đây là tinh thần là đam mê, hội tụ lại những người yêu thích giống chim cu gáy nhiều và luôn luôn bảo hành, đổi trả cho các bác rất là ok luôn. Đấy. Tuy nhiên là cũng phải với những cái người cực kỳ là nghiêm túc trong cái vấn đề là mình trao đổi với nhau. Đó. Có lẽ là em sơ sơ là như vậy thôi. Em xin dừng video lại đây. Và chúc các bác sẽ là những cái fan thân thiện của kênh Chim Cu Gáy Hay. Em để cái nước này, nó cứ giọt thế này là 5 tháng thôi. Lâu lâu cọ đi cho nó khỏi rêu. Và chim lúc nào uống nước sạch cho các bác nhé. Ngày nào cũng thay. Ngày nào cũng có nước sạch. Đấy. Đấy là một cái khu biệt lập. Đấy. Khu này là khu biệt lập, khu trang trại để gọi là cho nó chim dãi nắng một thời gian, sau đó em sẽ cho đứng lồng và tới đây là sẽ có video liên tục cho các bác. Đây, những chú chim này là mới biết ăn, chưa có cửa, nhưng là em để AV bên kia cũng thế rất nhiều. Đó, 20 phút rồi. Ok, một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại là 033 5305982 và 0989 177982. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip sau.